Công nghệ lớp 9, bài 9 Lắp mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển, một đèn Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Trong bài học này, chúng ta sẽ học cách tạo mạch để quản lý đèn bằng hai công tắc. Mạch này cực kỳ hữu dụng khi bạn muốn đặt đèn ở giữa hai phòng hoặc đèn ở cầu thang. Khi đó, bạn có thể tắt hoặc mở đèn ở cả hai vị trí. Để điều khiển đèn ở hai vị trí, ta cần phải có công tắc ba cực. Công tắc ba cực và công tắc hai cực có cấu tạo bên ngoài giống nhau nhưng bên trong lại khác biệt. Trong khi công tắc hai cực chỉ có hai chân kết nối thì công tắc ba cực có ba chân kết nối. Trong công tắc ba cực có một cực động và hai cực tĩnh, trong khi đó công tắc hai cực có một cực động và chỉ có một cực tĩnh. Công tắc ba cực mang lại khả năng điều khiển và kết nối phức tạp hơn so với công tắc hai cực. Sự khác biệt cấu tạo này cho phép công tắc ba cực có khả năng điều khiển hai nguồn điện độc lập, tùy thuộc vào yêu cầu và mục đích sử dụng của mạch điện, thường được sử dụng khi cần chuyển đổi giữa hai nguồn điện khác nhau hoặc chuyển đổi giữa hai chế độ hoạt động khác nhau. Để điều khiển bóng đèn bằng hai công tắc, ta tìm hiểu sơ đồ nguyên lý sau. Trong sơ đồ nguyên lý mạch điện, các thành phần có công dụng như sau: cầu chì bảo vệ mạch điện khỏi quá tải và ngắn mạch khi dòng điện vượt quá mức cho phép. Cầu chì sẽ chảy và ngắt mạch, ngăn ngừa hỏng hóc và rủi ro. Hai công tắc ba cực điều khiển việc bật tắt đèn từ hai vị trí khác nhau. Công tắc ba cực cho phép bạn bật hoặc tắt đèn từ cả hai vị trí. Thường được sử dụng để điều khiển đèn từ hai điểm khác nhau trong một căn phòng. Đèn tạo ra ánh sáng khi được cung cấp nguồn điện. Đèn được kết nối với các công tắc ba cực để bật hoặc tắt ánh sáng khi điều khiển từ các vị trí khác nhau. Cách kết nối trong sơ đồ này, cầu gì, được kết nối trực tiếp từ nguồn điện đến cực động của công tắc ba cực. Các chân tỉnh của mỗi công tắc ba cực được kết nối với nhau. Chân động của công tắc ba cực còn lại sẽ được kết nối với chân đèn. Chân còn lại của đèn được kết nối với chân âm của nguồn điện. Các công tắc ba cực cho phép bạn điều khiển đèn từ một vị trí và tắt hoặc bật lại từ một vị trí khác, mà không cần phải truy cập trực tiếp đến đèn. Các công tắc ba cực cho phép bạn Điều khiển đèn từ hai vị trí khác nhau, tạo sự thuận lợi trong việc điều khiển ánh sáng từ nhiều vị trí trong căn phòng. Để vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện, ta thực hiện các bước sau. Vẽ đường dây nguồn, xác định vị trí để bảng điện và bóng đèn, đảm bảo đèn được đặt ở vị trí phù hợp để chiếu sáng đúng hướng. Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện, đảm bảo các công tắc có thể được dễ dàng truy cập và điều khiển. Vẽ đường dẫn điện từ nguồn điện đến cầu chì sau đó từ cầu gì đến cực động của công tắc ba cực. Các chân tỉnh của mỗi công tắc ba cực được kết nối với nhau. Chân động của công tắc ba cực còn lại sẽ được kết nối với chân đèn, kết nối chân còn lại của đèn với chân âm của nguồn điện. Để lắp đặt mạch điện, ta tiến hành theo quy trình sau. Bước 1. Vạch dấu Bước 2. Khoan lỗ bảng điện Bước 3. Nối dây thiết bị điện của bảng điện Bước 4 lắp thiết bị điện vào bảng điện. Bước 5, kiểm tra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé.